Hôm nay Liên sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách nối mi như thế nào mà nhanh hơn bình thường và cái sợi mi đều tơi mướt, nó không có bị bệt lại với nhau nha mọi người. Cái cách cắt mi của Minh Vân á, thì trước giờ là luôn đi một hàng thẳng từ phải qua trái, sợi mi trên xong rồi dưới, trên dưới, trên dưới, trên dưới, nhưng mà đi một hàng thôi, chỉ là chứ không có tắt ở đây xong rồi quay qua tắt bên kia rồi tắt bên này tắt bên kia tắt được từng đoạn. Như vậy thì mình, cái cách của mình á, thì nó sẽ làm cho mi nó bị dính lại nhau, một số trường hợp nó sẽ bị dính nếu như kem không khô kịp nha. Chứ không phải là mình che cái cách vạch mi của mọi người có một cách khác nhau thôi. Cách mi của mình á, thì là mình sẽ đi từ trái qua phải thì nó sợi nào nó ra sợi đó. Mọi người zoom kỹ vào giống như là đang làm như thế này. Dân gắn sợi ở dưới xong. Cái tay trái của Dân cầm cái nhíp thẳng là để cái nhíp nó nhìn thấy nó không có tác dụng gì, chứ thật ra là nó đang tách mi. Dân đang gắn cái sợi mi bên này thì sẽ cái nhíp kia nó sẽ hoạt động để tách cái sợi mi tiếp theo để Dân gắn tiếp. Đó. Một sợi trên xong rồi tiếp một sợi dưới. Một sợi trên rồi xong rồi tiếp một sợi dưới. Mình cứ đi một vòng qua, chứ không phải là cắt ở chỗ này rồi cắt ở chỗ kia quay lại để đợi keo khô ha. Đây là cách cắt của Minh Vân. Mọi người tham khảo qua nha. Tạm biệt mọi người.